chân lý thuộc về tất cả chúng ta. Chân lý là gì? Không ai có thể có câu trả lời cho câu hỏi này được. Vì nếu chân lý có thể trả lời được, thì chân lý đó không phải chân lý. Và chân lý không phải là gì đó độc tôn của bạn hoặc của tôi, hay chân lý chỉ thuộc về một tôn giáo duy nhất nào. Chân lý thuộc về tất cả chúng ta, tất cả muôn loài vạn vật. Vì chân lý ấy chính là hiện sinh. Chân lý ấy là cái đang là, cái đang hiện hữu. Nhưng tâm trí thì không thể nắm bắt được cái đang là, cái đang hiện hữu. Vì tâm trí thì luôn dao động, tâm trí luôn có nhiều những ý nghĩ lăng xăng, và tâm trí cũng luôn bóp méo thực tại đang là. Để hiểu điều này, bạn thử hình dung ra có một cái hồ trước mặt. Khi mặt nước trong hồ tĩnh lặng, thì mọi vật chung quanh hồ cũng sẽ phản chiếu một cách rõ ràng, trọn vẹn. Nhưng giây phút một cơn gió thoảng qua, lập tức mặt hồ sẽ lăn tăn gợn sóng, và vật phản chiếu trong hồ không còn rõ ràng nữa. Thậm chí nếu bạn soi bóng mình trong hồ, thì bạn cũng chỉ thấy hình dáng và khuôn mặt của mình một cách mờ ảo thôi. Tâm trí luôn có những vọng niệm, những suy nghĩ trong mỗi phút giây. Do đó, bạn không thể dùng tâm trí mà hiểu được, cảm thông được với sự trọn vẹn của thực tại đang là, của hiện hữu. Và đây chính là lý do bạn càng dùng tâm trí để tiếp xúc với thực tại để đạt tới chân lý, thì bạn càng rời xa chân lý. Muốn tiếp xúc với chân lý, bạn phải trực nhận ra chân lý. Bạn phải an trú nơi sự tĩnh lặng tuyệt đối của tâm thức, nơi không còn một gợn sóng nhỏ lao sao phát khởi. Chỉ khi đó bạn mới nhận ra được chân lý, bạn mới gộ ra được chân lý. Và điều này chính là thiền. Thiền là tâm thức vắng mặt hoàn toàn của tâm trí. Vì vắng mặt sự hiện hữu của tâm trí, nên tâm thức ấy không lay động, bất động, trạng nhiên, một tâm thức phẳng lặng, chiếu sáng. Điều này được vua Trần Nhân Tông nói trong bài Kệ Cư Trần Lạc Đạo của mình: đối cảnh vô tâm, chứ hỏi thiền. Vô tâm chính là sự vắng mặt hoàn toàn của tâm trí, thì lúc bấy giờ chân lý tự xuất hiện. Và nhân loại đã gọi tên chân lý với rất nhiều những tên gọi khác nhau. Ta có thể gọi chân lý là Phật tánh, chân tâm, tâm giác, thượng đế, đạo hay niết bàn. Hoặc thậm chí bạn có thể gọi nó một tên gì đó bất kỳ. Gán cho chân lý một tên gọi gì đó không quan trọng, vì lúc đó chỉ là trò chơi của tâm trí. Điều quan trọng nhất là bạn nhận ra chân lý, và khi đó bạn sống trong chân lý, và chân lý sống trong bạn. Ngay giây phút bạn sống trong chân lý và chân lý sống trong bạn, thì cuộc sống của bạn sẽ tuôn chảy hơn, sẽ nhiều phúc lạc hơn, và bạn sẽ thấy mọi thứ trong cuộc sống của bạn rõ ràng, tròn đầy và rực rỡ. Một buổi sáng, bạn dạo bước quanh vườn, và rồi bỗng nhiên bạn nhận ra được một điều, đó là vẻ đẹp của những hạt sương long lanh đang đọng trên cỏ lấp lánh, tia sáng của bình minh. Vẻ đẹp này không thua kém những viên kim cương. Mọi thứ xung quanh bạn trở nên rực rỡ, rạng ngời, vô giá và bất tử.